Hiền đế ơi, sao để bò chét nhiều dữ vậy nè? Mày coi, con bò chét ốm nhom, không có miếng máu nào hết. Cũng phải, nhà có gì ăn đâu mà mày mập, tội nghiệp. Ở với vợ chồng tao không có gì ăn hết. Ủa, sao vậy nàng? Ta thấy đẹp lắm rồi đó. Nhưng mà chưa đủ đẹp để bán, phải luyện nhiều nữa. Nhưng mà bây giờ nhà không còn đồng bạc nào để mua thêm chỉ giải, nhà mình cũng không còn gì để bán nữa. Nàng ơi, không ấy, mình bán con. Không, nó như con của mình, nỡ lòng nào mà bán nó. Nhưng mà nàng không thấy nó ở với mình còn tội nghiệp hơn hả? Nó ốm nhom không có gì ăn hết. Nàng, nếu nàng không nỡ thì để ta. Nhưng mà lỡ nó vô nhà nào còn khổ hơn nhà mình thì sao? Được ăn ngon mà bị đánh, bị chửi, hay là không thương nó còn tội nó hơn nữa. Mình bán rồi mà, cũng hên xui thôi, sao biết được. Em muốn biết nó vô nhà ai, để sau này mình có tiền mình sẽ chuộc lại. Phải làm sao ta? Nếu nàng muốn vậy á thì nàng nghĩ cách đi. Nàng giỏi mà, thiếu gì cách. Nè, để tao bắt bò chét cho. Tội mày quá à, ốm nhom còn bò chét quá trời nữa. Mày đừng trách tao nha Vàng. Đường cùng rồi, vợ chồng tao mới tính tới cách này. Về với chủ mới cũng phải no đủ nghe chưa. Chàng phải dòm kỹ, ai mua nuôi thì bán, ai mua thịt thì dắt về cho em. Ừ, ta biết mà. Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu, rẻ hơn không bán. Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu, rẻ hơn không bán. Ta nhớ rồi. Hen. Chị ơi, chị gì ơi. Cậu? Mua chó không? Sao mà nó ốm quá vậy? Nó chưa có lớn, còn nhỏ. Bán nhiêu quan vậy? Quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu, rẻ hơn không bán. Sao kỳ vậy? Bán thiếu phải mắc hơn chứ. Sao tiền ngay lại mắc hơn? Dạ không biết nữa, vợ dằn sao thì nói vậy thôi à. Bây giờ á, mua về mần thịt bán nhiêu? Mần thịt hả? Ừ. Thôi, mần thịt không có bán, nhiêu cũng không bán hết trơn á. Sao kỳ vậy? Nhưng mà mần thịt là không có bán, không bán. Đồ khùng, vậy cũng ra bán. Tự nhiên chó người ta về mua về mần thịt. Ủa sao bán thiếu mà lại bán rẻ quá vậy ông? Bán chó mà muốn lâu lâu gặp lại coi nó sống làm sao. Dạ. Bán thiếu là cái cớ để đi dò coi đó. Dạ. Người có nghĩa. Này anh ơi. Dạ. Vợ anh biểu bán quan tám tiền ngay, quan tư tiền chịu. Dạ đúng rồi, rẻ hơn không bán. Mà ông tính mua chó hả? Ông mua chó về nuôi hay mần thịt vậy? Mua nuôi. Được rồi, tôi chịu giá bán. Dạ. Ba bữa nữa ghé lấy tiền. Dạ dạ, cũng được. Ông chỉ nhà đi, rồi ba bữa nữa con qua. Làng tôi ở phía bắc đường này. Đầu làng hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy. Qua đầu làng thấy cái nhà gần đình, mà hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim là nhà tôi. Con nhớ rồi. Vậy con giao con chó cho ông nha. Nè Vàng,
về với chủ mới ngang. Vậy ba bữa nữa con qua nhà con lấy tiền nghe ông. Chào ông. Rồi. Vậy là xong. Nói vậy mà không hỏi lại tiếng nào. Không biết có kiếm được nhà không nữa. Rồi sao chú đó kiếm được nhà hả ông? Để coi. Nếu kiếm ra thì cô vợ là người khôn ngoan đáo để. Dạ. Sao rồi chàng? Mọi chuyện ổn không? Ta làm hư chuyện nữa rồi. Sao vậy? Con vàng nó chạy đi mất hả? Không có. Ta bán được con vàng rồi. Lựa tới lựa lui mới bán được cho một người. Nhưng mà ổng mua thiếu. Ông ấy có chỉ nhà. Ổng chỉ nhà kỹ lắm. Nhưng mà bây giờ suy nghĩ lại, không biết sao kiếm được nhà đó nữa. Ổng chỉ chàng sao? Kể em nghe. Ổng nói nhà ổng là trong cái làng ở hướng Bắc. Ở đầu làng á là hữu thủy vô ngư, hữu ngư vô thủy. Qua khỏi đầu làng là thấy cái nhà gần cái đình hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim. Đó, ta nhắc lại mà ta còn muốn điên luôn á. Sao mà kiếm được? Vậy là con vàng gặp chủ tốt rồi. Chàng đừng lo. Ủa, sao nàng biết? Em biết cách tìm ra rồi. Chàng vô nhà nghỉ ngơi đi, rồi em chỉ cho. Ở đầu làng có cái giếng là hữu thủy vô ngư, có cái mỏ hình con cá là hữu ngư vô thủy. Vậy là đúng rồi. Hàng rào. Cái hàng rào gai. Theo như vợ mình nói là cái hàng rào gai là hữu kim vô chỉ. Dây tơ hồng là hữu chỉ vô kim. Cái hàng rào có dây tơ hồng leo qua là hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim. Vậy đúng là ở đây rồi. Vậy là đúng rồi. Giang ơi cha, cưng quá, cuối cùng cũng gặp mày rồi. Gặp rồi. Ý, vậy là đúng cái nhà này rồi. Có ai ở nhà không? Dạ có ai ở nhà không? Ủa, là cậu hả? Dạ con chào ông. Mời vô nhà. Dạ. Nè vàng ngoan đi chơi ngang. Đi chơi đi. Dạ. Mời cậu ngồi. Dạ. Giỏi quá. Nói vậy mà kiếm được nhà. Dạ. Con đâu có giỏi vậy đâu. Nhờ vợ con chỉ không đó. Vợ con? Dạ. Đúng là người vợ hiếm có. Cậu chỉ thì sao? Dạ. Vợ con nói là cứ đi về hướng Bắc mà nhìn thấy cái làng nào mà trước làng có cái điểm canh treo mỏ hình con cá, có nghĩa là hữu ngư vô thủy. Kế bên có cái giếng là hữu thủy vô ngư. Rồi đi sâu vô trong làng, thấy cái nhà nào có hàng rào treo dây tơ hồng là hữu kim vô chỉ, hữu chỉ vô kim. Đó, con làm theo lời vợ con y chang. Ai về đâu đúng thiệt. Hiếm có. Kiếm đâu ra người vợ giỏi giang như vậy. Mẹ ơi, con sao kiếm được.
Vợ con ưng con đó chứ. Vợ cậu ưng cậu? Dạ.